Laudato Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Vì Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tên yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kính thưa quý vị và anh chị em, lúc 8 giờ sáng ngày 15 tháng 8, Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ Đức Mẹ Hồng Sắc lên trời tại nhà thờ giáo xứ Thánh Thomas Villanova của Castel Gandolfo. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha nói: "Chúng ta hãy tín thác nơi sự cầu bầu từ mẫu của Đức Mẹ. Khẩn xin Mẹ xin cùng Chúa cho chúng ta biết củng cố niềm tin của mình nơi sự sống đời đời. Chúc chúng ta sống tốt đẹp và với một niềm hy vọng Kitô giáo trong suốt thời gian mà Thiên Chúa ban cho chúng ta nơi dương thế này. Chúng ta không chỉ nhớ về thiên đường nhưng còn tích cực hoạt động cho Thiên Chúa trong thế giới. Xin Ngài khiến chúng ta trở nên những khách hành hương không biết mệt mỏi, ban chúng ta sự can đảm và sức mạnh của đức tin và tình yêu." Giảng trong thánh lễ, Ngài đã quảng diễn ý nghĩa trình thuật Đức Mẹ đi thăm bà Elizabeth, đem niềm vui cứu độ đến cho Gioan Tẩy Giả nằm trong bụng mẹ, và các tiếng ngợi khen Thiên Chúa đã làm cho mẹ ba việc lạ lùng. Đức Thánh Cha nêu bật rằng, ngay từ các thế kỷ đầu, tín hữu đã tin rằng thân xác Đức Mẹ không phải hư nát, nhưng được đưa lên trời vinh hiển. Mẹ là hòn bia thánh sống động nơi con Thiên Chúa ngự trị. Tuy đã về trời nhưng mẹ Maria luôn gần gũi và trợ giúp chúng ta. Trong Thiên Chúa có chỗ cho con người, và mẹ Maria kết hiệp chặt chẽ với Thiên Chúa, nên cũng có con tim bao la như con tim của Thiên Chúa. Mẹ cho chúng ta thấy nơi con người phải có chỗ cho Thiên Chúa. Càng biết dành chỗ cho Thiên Chúa bao nhiêu, con người càng thực hiện được cuộc sống của mình và hạnh phúc bấy nhiêu. Càng xa rời Thiên Chúa bao nhiêu, thế giới này càng tồi tệ bấy nhiêu. Trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu và khách hành hương tụ tập trong sân của cung điện Castel Gandolfo trưa ngày lễ Đức Mẹ Hồng Sắc lên trời, Đức Thánh Cha nói: "Anh chị em thân mến, hôm nay đúng giữa tháng 8, giáo hội bên Đông Phương và bên Tây Phương cử hành lễ trọng Hồng Sắc lên trời của Đức Maria Rất Thánh trong giáo hội Công giáo. Như chúng ta đã biết, tín điều Đức Mẹ Hồng Sắc lên trời đã được Đức Đáng Kính Pio XII công bố trong năm thánh 1950. Tuy nhiên, việc cử hành mầu nhiệm này đã đâm rễ sâu trong đức tin và trong phụng tự từ ngay các thế kỷ đầu của giáo hội. Vì lòng sùng kính sâu xa đối với Mẹ Thiên Chúa đã phát triển ngay trong các cộng đoàn Kitô tiên khởi. Ngay từ cuối thế kỷ thứ tư và đầu thế kỷ thứ năm, chúng ta đã có các chứng tá của nhiều tác giả khẳng định rằng Đức Maria được hưởng vinh quang của Thiên Chúa Cha với tất cả hồng sắc như thế nào. Nhưng chính trong thế kỷ thứ năm, tại Jerusalem, lễ Mẹ Thiên Chúa Theotokos đã được củng cố qua cộng đồng chung Epheso năm 431, mới thay đổi diện mạo ngày lễ này và trở thành thánh lễ Đức Maria an giấc vượt qua đời hồng sắc lên trời, nghĩa là trở thành việc cử hành lúc trong đó Đức Maria lìa trần gian này, được vinh hiển trong linh hồn và trong thân xác trên trời, trong vinh quang Thiên Chúa. Bằng tiếng Anh, Ngài nói: "Ước chi gương sống và lời cầu nguyện của Mẹ Maria Nữ Vương nước trời gợi hứng và nâng đỡ chúng ta trên con đường hành hương đức tin, để chúng ta được vui mừng với Mẹ trong vinh quang phục sinh." Biến cố nổi bật trong tuần qua là cuộc họp báo liên quan đến việc của Tòa Thánh quyết định khởi tố ông Paulo Gabriel, cựu quản gia phụ giáo hoàng, về tội lấy cắp các tài liệu trên bàn làm việc của Đức Thánh Cha. Ông Paulo Gabriel sẽ bị truy tố ra tòa của quốc gia thành Vatican về tội trộm cắp với những tình tiết gia trọng. Thẩm phán Piero Ponat đã cho biết như trên trong cuộc họp báo diễn ra lúc 12 giờ trưa giờ Roma ngày thứ Hai 13 tháng 8 năm 2012. Trong báo cáo dài 38 trang, thẩm phán Piero Ponat ghi nhận rằng sau khi bị bắt vào chiều ngày thứ Tư 23 tháng 5, thoạt đầu ông Paulo Gabriel đã phủ nhận tất cả mọi sự, nhưng sau đó ông thú nhận là đã đánh cắp tài liệu mật của Đức Thánh Cha và cung cấp tư liệu cho nhà báo Gianluigi Nuzzi để ông này in ra cuốn sách Le Carte Secrete de Benedetto thứ 16, mà không nhận tiền hay bất cứ ân huệ nào. Ông Gabriel viện cớ là Đức Thánh Cha không được thông tin trung thực liên quan tới các sự dữ và băng hoại mà ông nhận thấy trong giáo hội, nên ông tin tưởng rằng một cú sốc truyền thông sẽ là điều lành mạnh đem giáo hội trở về đường ngay. Ông còn cho mình là được Chúa Thánh Thần linh hứng. Bị cáo cho biết: "Tôi đã chọn Nuzzi là đối tượng vì ấn tượng ông đã đem lại cho tôi trong cuốn sách Vatican In. Tôi tin tưởng anh ta vì anh ta có vẻ quan tâm đến các tài liệu này mà không nói dối hay kéo người ta xuống bùn." Tuy nhiên, cũng đã có những chứng cứ chống lại những lời khai của Gabriel. Cuộc tìm kiếm tại nhà của Gabriel ngày 26 tháng 3 năm 2012 cho thấy Gabriel đã lấy cắp không chỉ các tài liệu của Đức Thánh Cha, nhưng còn nhiều thứ khác. Tiêu biểu là một chi phí 100.000 euro, tức là 123.000 Mỹ Kim, từ Đại học Cattolica San Antonio de Guadalupe
dâng tặng cho Đức Giáo Hoàng, một thỏi vàng được ông giám đốc Cudo de Castillo của công ty Arutani ở Lima, Peru tặng cho Đức Thánh Cha, và một phiên bản thế kỷ thứ 16 của tượng nữ thần Eneido Anibal Caro thực hiện tại Venice năm 1581. Đó là một món quà từ các gia đình ở Pomezia. Cùng bị đưa ra tòa với Paolo Gabriel còn có Claudio Scabatelli, một thảo chương viên điện toán làm việc tại Phủ Quốc Khanh Tòa Thánh. Ông Claudio Scabatelli, 48 tuổi, bị cáo buộc đồng phạm trong việc chuyển các tài liệu lấy cấp cho các ký giả Italia và xúi dục Paolo Gabriel lấy cấp các tài liệu trên bàn làm việc của Đức Thánh Cha. Claudio Scabatelli đã bị bắt hôm 25 tháng 5 vì hiến binh tìm thấy trong học bàn của ông một bao thư lớn bên ngoài có tên của Paolo Gabriel, và trong đó có toàn bộ các tài liệu bị lấy cắp đã được trình bày trong cuốn sách Le Carte Sacre de Benedicto XVI, tức là những tài liệu mật của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 của Gianluigi Nuzzi được tung ra hôm 19 tháng 5. Claudio Scabatelli bị bắt và bị giam một ngày, nhưng sau đó được tạm tha vì hiến binh Vatican tin rằng ông không phải là kẻ chủ chốt. Ông Paolo Gabriel, 46 tuổi, đã bị bắt từ hôm 23 tháng 5 và đã bị cầu tù 53 ngày trước khi được chuyển sang tình trạng quản thúc tại gia để chờ quyết định của Cơ quan Tư pháp Quốc gia thành Vatican. Ông Gabriel đã được hai chuyên viên phân tâm thử nghiệm. Cả hai đều khẳng định rằng ông Gabriel đã có đầu óc rất tỉnh táo và biết rõ việc mình làm. Cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, ghi nhận đã có những khác biệt giữa những gì mọi người thường biết về Gabriel, như một người thông minh, cư xử đúng đắn và ngoan đạo. Và lời thú nhận của ông được hỗ trợ bằng các chứng cứ tài liệu cho thấy ông đã phạm tội nghiêm trọng. Trong cuộc họp báo, thẩm phán Piero Bonnet cho biết ông Paolo Gabriel và Claudio Scabatelli đã được xét xử trong một phiên tòa công khai. Hiện nay chưa biết đích xác một ngày mở phiên tòa. Tuy nhiên, phiên tòa này sẽ diễn ra sớm nhất là vào tháng 10, vì Tòa án tối cao của quốc gia thành Vatican sẽ tái nhóm vào ngày 20 tháng 9 sau kỳ nghỉ hè. Cha Federico Lombardi cho biết thêm, việc chính thức truy tố liên quan đến việc xuất bản các tài liệu bí mật của Vatican không phải là bước cuối cùng trong cuộc điều tra đang diễn ra, mà cũng không phải là một tuyên bố cuối cùng về câu chuyện này, ý nghĩa của nó và cách thế nó phát triển. Cha Lombardi cũng nói rằng cuộc điều tra đang giúp xây dựng một nền văn hóa minh bạch tại Vatican. Ngài khẳng định rằng Tòa Thánh muốn biết tất cả mọi chuyện được trong sáng rõ ràng, và tôn trọng vai trò, tính cách chuyên nghiệp và độc lập của thẩm phái đoàn quốc gia thành Vatican. Đó cũng là ý muốn của Đức Thánh Cha. Việc công bố một tài liệu dài, chi tiết và rộng rãi là một hành động can đảm và cho tới nay là ngoại thường trong các thói quen của Tòa Thánh. Đây mới chỉ là kết thúc phần thứ nhất của cuộc điều tra. Còn có các sự kiện và yếu tố cần phải được phân tích và đào sâu thêm nữa. Vì thế, tiến trình có thể trở thành rộng rãi hơn liên quan tới các nhân vật khác. Mặc dù các luật sư của Paolo Gabriel khăng khăng rằng ông ta hành động một mình và không có đồng phạm, cha Lombardi nói rằng Tòa Thánh không khẳng định cũng không bác bỏ khả năng ông này có đồng phạm. Đức Giáo Hoàng bày tỏ tình liên đới với những nạn nhân của các trận động đất và mưa bão ở châu Á. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 12 tháng 8, Đức Giáo Hoàng đã bày tỏ sự gần gũi của mình với hàng ngàn người đã bị ảnh hưởng bởi các thảm họa thiên nhiên gần đây ở châu Á. Đức Thánh Cha nói, suy nghĩ của tôi vào thời điểm này hướng đến những người dân châu Á, đặc biệt là đến với dân chúng tại phía luật tân, Trung Hoa, đang gánh chịu những khó khăn do ảnh hưởng bởi mưa lớn, cũng như người dân tại Tây Bắc Iran đã bị một trận động đất dữ dội. Cho đến nay, hàng triệu người đã bị ảnh hưởng bởi những thiên tai vào cuối tuần qua. Tại Iran, 300 người đã bị thiệt mạng bởi một trận động đất, trong khi 100 người chết ở Trung Quốc và 20 người ở phía luật tân vì mưa bão. Đức Giáo Hoàng sau đó đã xin các tín hữu hiện diện cầu nguyện cho các nạn nhân. Ngài nói, tôi mời gọi anh chị em tham gia với tôi trong lời cầu nguyện cho những người đã mất đi cuộc sống và tất cả những ai đang vất vả vì thiên tai tàn phá. Xin cho chúng ta không thiếu tình đoàn kết và hỗ trợ dành cho họ. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cũng trình bày suy tư của Ngài về bài tin mừng trình bày Chúa Giêsu như là nguồn gốc của sự sống đời đời.
Đức Thánh Cha nói, Chúa Giêsu nói Ngài là bánh thật từ trời xuống, cho ta được sống muôn đời, chứ không chỉ cho một thời điểm hoặc một phần của cuộc lữ hành. Ngài là lương thực mang đến cho chúng ta sự sống đời đời. Trước khi nói lời tạm biệt với các du khách, Đức Giáo Hoàng đã dâng lời nguyện xin Đức Trinh Nữ Maria hướng dẫn nhân loại. Thánh Maximilian Kolbe, một vị thánh đã hy sinh mạng sống mình để cứu một người cha. Ngày 14 tháng 8 hàng năm, Giáo hội long trọng mừng lễ kính thánh Maximilian Maria Kolbe, tên thật là Raymond, nhưng khi vào chủng viện dòng Francisco đã đổi sang Maximilian. Ngài sinh ra ở ngôi làng Ba Lan nhỏ của Dunska Gola vào ngày 8 tháng Giêng năm 1894. Ngài được ngưỡng mộ về những cử chỉ anh hùng trong việc hy sinh chính mạng sống của mình để cứu một người cha. Chuyện xảy ra vào ngày 3 tháng 8 năm 1941 tại trại tập trung Auschwitz khi một tù nhân trốn thoát. 10 người khác bị kết án tử hình. Nhìn thấy rằng một trong những người sắp bị bắn chết là một người cha, Maximilian tình nguyện chết thay cho ông. Yêu cầu của Ngài đã được chấp thuận và Ngài đã bị giam cho đến khi chết vì đói. Người cha được cứu mạng bởi Maximilian lưu ý rằng Ngài không chỉ chết như một vị thánh, nhưng cũng sống như một vị thánh. Trong những ngày cuối cùng của Ngài trong tù, cha Maximilian vẫn còn cố tìm cách để cử hành thánh lễ. Năm 1917, Ngài đã thành lập Đạo binh Vô nhiễm Nguyên tội, một hiệp hội của các tín hữu Ba Lan chống lại bè Tam Điểm và khích lệ việc kêu cầu Đức Mẹ cho những kẻ có tội. Ngài cũng đã giúp tạo ra các tạp chí khác nhau, cũng như hai cộng đồng tôn giáo được gọi là thành phố của Đức Mẹ Vô nhiễm, một ở Ba Lan và một ở Nhật Bản. Buổi hòa nhạc do Caritas tổ chức tại Castel Gandolfo. 90 năm trước, Caritas thành lập một bộ phận địa phương tại thành phố Regensburg của Đức. Để đánh dấu dịp này, một buổi hòa nhạc đã được trình diễn cho Đức Giáo Hoàng tại Castel Gandolfo. Buổi hòa nhạc được sự hướng dẫn của nhạc sư Thomas Beckmann. Chương trình bao gồm các giai điệu của Beethoven, Giovanni Battista và Claudio Monteverdi. Phát biểu trong buổi hòa nhạc, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nói: Buổi tối hôm nay đã cho chúng ta một ý tưởng về sự đa dạng trong sự sáng tạo âm nhạc và sự hòa hợp rộng lớn của nó. Âm nhạc không chỉ là một chuỗi âm thanh, nhưng cùng một lúc nó phải có một nhịp điệu, một bố cục mạch lạc và hài hòa. Nó có cấu trúc riêng và chiều sâu của nó. Đức Giáo Hoàng nói rằng âm nhạc như một nghệ thuật là một biểu hiện của vẻ đẹp và sự tốt lành đối với nhân loại. Đó là một cái gì cần được tiếp cận với những người khác thường xuyên hơn. Âm nhạc là một biểu hiện của tinh thần, một nơi thâm sâu bên trong con người, được tạo ra cho những gì là đúng, là tốt đẹp. Không phải ngẫu nhiên mà âm nhạc thường đi kèm với lời cầu nguyện của chúng ta. Nó đánh thức giác quan của chúng ta và linh hồn của chúng ta khi cầu nguyện để giúp chúng ta tìm thấy Thiên Chúa. Một trong những nhà tổ chức buổi hòa nhạc, nhạc sư Thomas Beckmann, ông cũng là người sáng lập một tổ chức giúp đỡ người vô gia cư. Tên tổ chức Bác Ái này dịch ra tiếng Việt có nghĩa là cùng nhau chống lạnh. Với tài năng âm nhạc của mình, ông cộng tác với Caritas Đức. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã bày tỏ lòng biết ơn của mình về buổi hòa nhạc. Ngài cũng kêu gọi mọi người tiếp tục hợp tác trong thế giới nghệ thuật và trong các việc bác ái. Cha Manuel Cortes tái đắc cử bề trên tổng quyền Hội Đạo binh Đức Mẹ. Hội Đạo binh Đức Mẹ đang họp tổng tu nghị tại Roma đã đồng thanh bầu lại cha Manuel Cortes trong một nhiệm kỳ 6 năm nữa để tiếp tục công việc chân phước William Joseph Chamene đã khởi sự từ năm 1817. Vị linh mục người Pháp này đã thành lập Hội Đạo binh Đức Mẹ đã thúc đẩy việc giáo dục đức tin, một nhiệm vụ mà ngày nay được gọi là trung tâm của tân phúc âm hóa. Hiện nay, Hội Đạo binh Đức Mẹ có mặt tại 38 quốc gia. Họ làm việc trong các trường trung và tiểu học, các trường đại học cũng như công nghệ in ấn.
Đấng sáng lập Hội Đạo Binh Đức Mẹ muốn tạo cho xã hội một cảm giác huynh đệ thân thiện để khắc phục những khác biệt đã chia cách con người và trong suốt dòng lịch sử đã dẫn đến sự phân biệt đối xử và thậm chí là hận thù. Một cái gì đó Ngài đã trực tiếp cảm nhận trong cuộc cách mạng Pháp. Cha Manuel J. Cortes cho biết thêm, Trần Phước William Joseph Caminade đã sống sót qua cuộc cách mạng Pháp. Ngài đã buộc phải trốn tránh và lưu vong sang tận Tây Ban Nha. Cuối cùng, khi có thể trở về cố hương, Ngài đã trở lại với nhiệm vụ là tạo ra các cộng đồng đức tin nhằm phục hồi niềm tin đã bị đánh mất để đem giáo hội hiện diện trở lại trong lòng xã hội sau cuộc cách mạng Pháp. Cha Cortes đã từng là cha sở và tuyên úy trong trường học. Năm 2012, đánh dấu 50 năm Ngài bước vào đời sống thánh hiến. Văn hóa truyền thống của đế quốc La Mã đang được hồi sinh bởi các cửa hàng tại Roma. Dọc theo con đường bên cạnh lối đi từ Vatican đến Castel San Angelo, có một cửa hàng tên gọi là Carpe Diem. Đây là một cửa hàng thu hút du khách bởi các sản phẩm độc đáo của nó. Marco Proietti, chủ cửa hàng Carpe Diem cho biết, chúng tôi nêu lên vấn đề làm thế nào để cung cấp một sản phẩm độc đáo. Vì chúng tôi nghĩ rằng, có thể khi bạn đi đến một nơi, một thành phố nào đó, thì bạn muốn tìm cái gì đó là định hình của nơi đó, được thực hiện với kỹ thuật và vật liệu đặc trưng của nơi đó. Marco bày bán các bản sao các đồ trang sức, áo giáp, tranh vẽ, đá quý và quần áo của La Mã cổ đại. Du khách cũng có thể tìm thấy bình Estragon gốc và bản sao các loại nước hoa được sử dụng gần 2.000 năm trước. Ngoài ra còn có gương và giấy từ thời La Mã và những bản sao của các báu vật được trưng bày trong các viện bảo tàng của Ý. Marco Proietti nói thêm, chúng đã được làm không chỉ bằng các vật liệu tương tự, nhưng còn với các kỹ thuật cùng thời gian đó. Trong nhiều trường hợp, những kỹ thuật này vẫn còn được sử dụng cho đến ngày hôm nay, nhưng trong một số trường hợp khác, chúng tôi đã phải làm tất cả từ đầu và có một chút khó khăn hơn. Sản phẩm của họ không chỉ là làm sống lại văn hóa La Mã cổ đại. Các cửa hàng này là một phần của dự án đầy tham vọng hơn được gọi là Văn hóa La Mã. Đây là một tổ chức xã hội và văn hóa được thành lập vào năm 2010 để nâng cao nhận thức về giá trị văn hóa nghệ thuật và công nghệ thời đế quốc La Mã. Marco Proietti nhận định, theo ý kiến cá nhân của tôi thì văn hóa La Mã cổ đại là nền tảng của tất cả các nền văn hóa phương Tây. Lòng mong muốn truyền bá văn hóa La Mã này của Marco dựa trên một cụm từ nổi tiếng của Seneca là người đã nói rằng đừng hân hoan trong sự sở hữu bất kỳ thứ gì ngoại trừ sự chia sẻ với nhau. Marco hy vọng cửa hàng của mình, Carpe Diem, sẽ đưa người dân ngược trở về quá khứ để phục hồi nền văn hóa La Mã cổ đại. Phong trào mời gọi giáo dân sống theo lời dạy của mẹ Teresa Calcutta. Mẹ Teresa qua đời vào ngày 5 tháng 9 năm 1997, nhưng di sản của mẹ vẫn còn có thể cảm nhận được cho tới ngày hôm nay. Thật vậy, dòng thừa sai bác ái được mẹ thành lập vào năm 1950 vẫn tiếp tục được phát triển mạnh. Trong công việc phục vụ những người nghèo nhất trong số những người nghèo, mẹ đã được sự cộng tác của các linh mục, các thành viên của các dòng tu. Và trong 6 năm qua, đã có sự đóng góp mạnh mẽ của anh chị em giáo dân. Peter Kukac, lãnh đạo phong trào Tôi Khác tại Âu Châu đã cho biết, khi gia nhập phong trào này, chúng ta không chỉ là đồng nghiệp hay là cộng tác viên với nhau, nhưng chúng ta muốn được chia sẻ trong ân sủng. Bởi vì trở thành một phần tử của phong trào Tôi Khác không chỉ để làm một cái gì đó hoặc để nói lên điều gì đó, nhưng là để thuộc về Chúa Kitô. Luật sư Juan Emilio Sunes là một thành viên trong phong trào.
Năm 16 tuổi, ông từ bỏ đức tin của mình. Nhưng sau đó, ở tuổi 21, trong một chuyến đi thiện nguyện với các thừa sai bác ái tại Romania, ông đã tìm lại được đức tin của mình. Ông nói rằng chuyến đi đã thay đổi cuộc sống của ông. Ông đã tham dự cuộc tĩnh tâm để xem xét việc trở thành một linh mục, nhưng tìm thấy ơn gọi của mình nằm ở nơi khác. Hai tháng trước, ông đã kết hôn với Nuria Medina, cũng từ phong trào Tôi Khác. Nuria là một y tá và đã có những mối quan tâm giống như Juan Emilio. Trong thời gian hưởng tuần trăng mật ở Ấn Độ, họ đã đến thăm ngôi mộ của mẹ Teresa, nói lời cảm ơn mẹ đã đem họ đến với nhau. Nga Hoàng đã cứu các hiệp sĩ Malta như thế nào? Các vật dụng mà quý vị đang thấy đây là một phần trong một cuộc triển lãm độc đáo ở Nga. Cuộc triển lãm này bao gồm hơn 200 tác phẩm nghệ thuật như hình ảnh, đồng phục và các tài liệu lịch sử nói lên liên hệ mạnh mẽ giữa Nga Hoàng và các hiệp sĩ Malta. Mối liên kết này đã bắt đầu từ năm 1798, đó là khi Napoleon chinh phục Malta. Và trong quá trình đó đã trục xuất tất cả các thành viên của các dòng hiệp sĩ Malta. Tuy nhiên, Nga Hoàng Paul đệ nhất đã giải cứu bằng cách cung cấp nơi trú ẩn cho các hiệp sĩ ở Nga. Để tỏ lòng biết ơn của họ, họ đã tôn Nga Hoàng là vị đại tổng quyền của họ. Bây giờ, sau nhiều thế kỷ đã trôi qua, và cuộc triển lãm này cho thấy vương miện, dao găm và con dấu ủy quyền bởi Nga Hoàng Paul đệ nhất trong lễ đăng quang của mình. Về phương diện lịch sử, cuộc triển lãm này đánh dấu kỷ niệm 20 năm khôi phục quan hệ ngoại giao giữa nước Nga và dòng Malta. Để làm cho cuộc triển lãm tăng thêm phần lôi cuốn, một số viện bảo tàng từ Nga, Ý, Pháp và Malta đã cho Viện Bảo tàng Điện Cẩm Linh tại Mạc Tư Khoa mượn một số đồ vật mà họ sở hữu. Cuộc triển lãm sẽ kéo dài đến ngày 9 tháng 9. Kinh truyền tin là gì? Mỗi Chủ nhật lúc 12 giờ trưa, Đức Giáo Hoàng đọc kinh truyền tin với các tín hữu và khách hành hương tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô. Khi Đức Giáo Hoàng đi nghỉ hè, Ngài vẫn giữ việc cầu nguyện này tại Castel Gandolfo. Kinh truyền tin khác với những kinh khác ở điểm nào? Kinh truyền tin nhắc lại thời điểm mầu nhiệm nhập thể, khi thiên thần Gabriel truyền tin cho Đức Trinh Nữ Maria rằng bà sẽ là mẹ của Chúa Giêsu. Từ những ngày tiên khởi của Kitô giáo đã hình thành tập quán coi trọng thời điểm này trong cuộc đời của Đức Trinh Nữ Maria. Qua nhiều thế kỷ, truyền thống này đã được phát triển với ba kinh kính mừng, và kể từ thế kỷ 16, ba lời cầu nguyện đã được thêm vào. Đức Giáo Hoàng Gioan 23 đã bắt đầu truyền thống đọc kinh truyền tin vào ngày Chủ nhật và các ngày lễ trọng tại quảng trường Thánh Phêrô trước khi ban phép lành cho các tín hữu và khách hành hương. Điều này đánh dấu sự khởi đầu của truyền thống đọc kinh truyền tin cho đến ngày nay. Trong mùa phục sinh, kinh truyền tin được thay thế bởi kinh lạy nữ vương thiên đàng, là một lời cầu nguyện nhắc lại sự phục sinh của Chúa Giêsu. Sau lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, kinh truyền tin lại được đọc trong các Chủ nhật và lễ trọng. Cuộc gặp gỡ tại Rimini từ ngày 19 đến 25 tháng 8 tại Ý sẽ diễn ra hội nghị Rimini, một cuộc gặp gỡ văn hóa và tôn giáo với sự tham gia của các tham dự viên từ khắp nơi trên thế giới. Trong 3 thập kỷ qua, hội nghị Rimini đã mang các nhà kinh tế, các nghệ sĩ, các nhà lãnh đạo tôn giáo, thậm chí các vận động viên lại với nhau để giúp tạo nên một diễn đàn trao đổi văn hóa, ngõ hầu góp phần xây dựng một xã hội nhân bản hơn. Cựu Thủ tướng Anh Tony Blair và Đức Hồng Y Antonio Naguib là thượng phụ thành Alexandria của Ai Cập đã từng là những tham dự viên tại diễn đàn này. Năm nay, hội nghị được tổ chức với chủ đề Từ bản chất, con người có mối quan hệ với vô hạn. Các tham dự viên sẽ trao đổi về những thách đố của nền văn hóa trong thời đại khủng hoảng kinh tế và giá trị. Năm ngoái, hội nghị đã quy tụ 800.000 người từ 20 quốc gia, trong đó có khoảng 4.000 thiện nguyện viên. Hội nghị Rimini được tổ chức bởi phong trào Hiệp thông và Giải phóng. Nghĩa trang Totonic
một nghĩa trang trong nội thành Vatican. Khách hành hương có thể đi từ đền thờ Thánh Phêrô đến đại thánh đường Phaolô Đệ Lục giữa khu vực có các bức tường cao mà không biết mình vừa vượt qua nghĩa trang Teutonic của Vatican. Trong thời cổ đại, đây là khu vực trình diễn các màn xiếc cho Nero và đó là nơi mà nhiều Kitô hữu đã tử đạo. Hans Peter Fischer thuộc Hiệp hội Đức Mẹ nghĩa trang Teutonic cho biết, nghĩa trang này có một nguồn gốc lịch sử rất xa xưa từ thời Charlemagne, đó là khoảng năm 799. Đến nay đã hơn 1.000 năm. Nghĩa trang này là nơi yên nghỉ của nhiều danh nhân thế giới như họa sĩ Joseph Anton Koch và văn hào Stephen Andre. Đặc quyền được chôn ở đây được dành riêng cho những người Đức là thành viên của Hiệp hội Đức Mẹ Nghĩa trang Teutonic. Hiệp hội này bao gồm các thành viên của các dòng tu có nguồn gốc từ Đức và các cư dân của các khu dân cư Đức ở Roma như khu Santa Maria de Anima. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cũng là thành viên của hiệp hội này. Hans Peter Fischer cho biết, vâng, Đức Giáo Hoàng là một thành viên và trước khi Ngài được bầu làm Giáo Hoàng, Ngài cử hành thánh lễ mỗi buổi sáng lúc 7 giờ sáng với cộng đồng của chúng tôi. Sau thánh lễ, Ngài tiếp chuyện với nhiều người, đặc biệt là những người đến từ vùng Bavaria muốn được gặp Đức Hồng Y Ratzinger. Xung quanh nghĩa trang là nơi cư trú của hiệp hội với một thư viện riêng chứa khoảng 50.000 cuốn sách. Nhưng nghĩa trang không phải là nơi duy nhất chôn cất cho cộng đồng này. Bên trong nghĩa trang có một nhà nguyện Thụy Sĩ, bên cạnh những ngôi mộ của các vệ binh Thụy Sĩ là những người đã chết trong cuộc cướp phá thành Roma năm 1527. Nghĩa trang Teutonic là một nơi khách hành hương nói tiếng Đức thường ghé thăm khi đến Roma. Khu vực này là một lời nhắc nhở cho nhiều người Đức về lịch sử lâu dài của họ với tòa thánh. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong lần phát hình tới. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.